Nó mà ụp xuống thì thôi còn quá lạ. Thôi lại còn cá vữa đấy, độc công đâu. Công dọn nó mới chết đấy chứ đừng. Chết là cái thằng dọn đấy chứ. Cứ để cửa cho bố. Nếu tôi đi chỗ thì không an toàn này. Thiên hạ nó cười chết. Cái này cũng nghĩa.